Ok, cậu đi cầu. Hello. Cô đang đứng bài gì? Cô đang bám vào dây, cô đi qua cầu. Ở dưới cái là thật. Dưới cái nham thật đúng rồi, cô đang tưởng dưới là nham thật. Ở trượt xuống luôn. Dưới thành trăng lần còn ạ. Dưới thành trăng lần nhá. Dưới thành trăng lần trượt để mình ngã. Ok, Nam. Nam đi ngang giống như con cua đi à? Nam đi giống như cua đi à? Có cái thuyền này, thuyền đấy. Tiếng Ba Lan là static, tiếng Anh là boat, ship, hay là ship. Ship tiếng Anh là tàu ấy. Nó leo lên rồi. À cái này là kiểu như điều khiển tàu này. Đây có đây rồi. Đây này là gì? Ốc, đấy là mấy con ốc vít đấy. Ốc vít để cho người ta vít lại, người ta gọi là xây dựng lên cái cầu mà cậu đang chơi nè. Vít lại cho chặt. Những cái cầu này nó nhiều thành phần đúng không? Nhiều cái khúc gỗ. Người ta vít lại. Máy bay bay lên này. Máy bay vít xe bay lên này. Nó đang đi lượn. À, cậu trượt xuống. Cậu nhỏ mà. Cậu trượt nhỏ đúng rồi. Bỏ thành chân này con. Hai chân phải thành ra chứ. Một chân cập một chân xòe đấy. Cậu đi ngang qua như cua đi. Cua bò. Cậu lên cầu. Dưới cái nhâm thật. Kiểu gì gấu? Hai chân phải thánh hoặc là hai chứ sao kiểu như thế không? Không trượt như thế đâu nhá. Hai chân phải thánh ra đúng rồi. Thánh như này đấy, thánh như thế. Chơi tàu. Đấy, cô lên tàu. Anh tàu có chưa vào? À, chưa vào rồi, chưa vào ấm rồi. Hello. Hello. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Tút tút. Tại cái bấm tàu kêu tút tút. Sikke tút tút. Hello. Trời ơi. Giờ chưa quá. Đúng rồi, khi nào trời mưa mình chui vào đá trốn là đỡ mưa bị ướt. Đỡ ướt mưa nhá.
À, con xoay này ra được mấy vòng rồi? Âu là gì? Âu? Âu là đâu, đâu chỗ nào lại câu Âu lên phải đúng không? Âu là... Đây là chỗ nào? Âu là... Âu là... Một khác. Âu là trong hầm này. Ừ, con đang trong hầm này. Tút tút. Tao kêu tút tút. À đúng rồi, ai dọn rồi. Hôm trước có cái kiểu bao su ai nhô đấy, đúng không? Bảo tránh nhưng mà bây giờ hôm nay có ăn người dọn rồi. Dọn rồi con ạ, chắc là có các bác quét dọn, các bác dọn rồi. Em cấp bao? Em cấp rồi đó. Ờ, máy bay bay lên kìa. Ờ, máy bay bay lên. Ba ba. Cậu đánh trống bằng chân à? Bà đang hát. Bơm nước. Giống ở bên Wazinki đúng không? Chỗ cung vua có cái công viên mà bấm vào cái nút này là nó phun nước lên cho các bạn chơi đúng không? À, xong. Ừ, gấu chơi, gấu với các bạn cùng chơi. Xong, các bạn chưa chơi chắc. Sammy. Loa. Không. Không có ai bên trong này hết. Này con leo lên. Wow. Chưa hầm. Chưa hầm gì. Đúng rồi, khi nào trời mưa chưa hầm là chú nhá. Trời sáng rồi, trời hết mưa rồi. Chưa ra rồi. Thánh chân kia ra con. Thánh chân kia ra sao trượt cứu gì đấy. Đau chân đấy. Rủi hai chân thành ra nhé. Ở cái cục gì giống cục ướt rồi nhỉ? Cục chắc là cục đất ướt đấy các bạn. Đứng đứng, ôi sao con sợ. Cục cát ướt thôi. Tay bạn không? Tay bạn không, không sao. Cát ướt thôi, không sao đâu, đi. Đừng sờ vào cục như thế nữa nhá. Cục cát ướt thôi, không phải cục ướt đâu. Cục cát ướt. Gấu gấu tưởng tượng lại, nhớ lại chỗ bãi cát, chỗ căn nhà mình đúng không? Bãi cát căn nhà mình có bạn mèo, bạn da, bạn hay ỉ và đó nên có cục cứt. Chơi đây chứ không có đâu các bạn.
Ở đây đâu có bạn mèo nào ra đâu. Cũng đâu có bạn chó nào ra. Có ba mèo ở nhà mà. Ờ, chỉ chỗ bài cắt ở nhà mình mới có bạn mèo hay ra ý thôi. Không có con ạ. Cắt ướt đấy. Nó đào hố rồi. Hết rồi, này nó bị ái ra, nó hết cắt ướt rồi. Cắt ướt đây nè. Đây, nhiều lắm. Bên này có này. Đây, ở đây có này. Cắt ướt đấy còn ạ, ngoài ngoài cục cước đâu. Bữa tiên là cục cước. Ừ, có thứ là cục cước. Còn cắt ướt đấy, cắt ướt thôi. Cắt ướt thôi còn ạ. Cắt ướt. Cũng cắt ướt mà. Cục cắt ướt. Đây là cục cắt ướt.